Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Long An. Ban biên tập chương trình thời sự Đài Phát thanh Long An kính chúc quý vị thính giả ngày chủ nhật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay chủ nhật ngày 10 tháng 7 năm 2016 là phần điểm tin trong tuần, sau đó là một số thông tin trong tỉnh. Trước hết mời quý vị theo dõi phần điểm tin trong tuần. Thưa quý vị, mời quý vị cùng theo dõi phần điểm tin trong tuần của Đài Phát thanh Long An. Trong tuần tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ, đoàn công tác của Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản Trung ương do ông Phạm Quang Dinh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Quỹ viên Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương làm trưởng đoàn đến làm việc tại tỉnh Long An. Đoàn kiểm tra Trung ương đến làm việc với Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 tại xã Bình Quới, huyện Châu Thành. Qua đó nghe báo cáo tiến độ triển khai kế hoạch của cuộc tổng điều tra tại địa phương, những thuận lợi khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện và các nội dung liên quan đến công tác điều tra, ghi phiếu của điều tra viên, công tác kiểm tra của tổ trưởng. Ông Phạm Quang Dinh cũng đề nghị Ban chỉ đạo tỉnh cần tiếp tục bám sát tuân thủ đúng quy trình của Ban chỉ đạo Trung ương, kịp thời thông báo nghiệp vụ mới phát sinh cho Ban chỉ đạo cấp quyện xã. Các điều tra viên trong quá trình điều tra cần đọc kỹ tài liệu hướng dẫn, tiếp tục ra soát danh sách bản kê nhằm đảm bảo đúng đủ đối tượng điều tra. Thưa quý vị, cũng trong tuần, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hợp lệ kỳ nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2016. Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2016, tổng sản phẩm GRDP đạt hơn 31.500 tỷ đồng. Theo giá so sánh năm 2010, tăng trưởng đạt 7,6%, trong đó khu vực 1 giảm 2,4%, khu vực 2 tăng 14,6%, khu vực 3 tăng 8,3%. Tổng thu ngân sách nhà nước khoảng 4.485 tỷ đồng, đạt hơn 54% so với dự toán trung ương và Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Các lĩnh vực cải cách hành chính được tập trung, thực hiện đầy đủ chính sách an sinh xã hội, các chỉ tiêu dân quá xã hội cơ bản, đảm bảo tiến độ kế hoạch. Tuy nhiên, tăng trưởng khu vực 1 giảm do tác động của khô hạn nắng nóng kéo dài, xâm nhập mặn, ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp. Sản xuất công nghiệp phục hồi chậm, có 11 trên 67 nhóm sản phẩm công nghiệp giảm sản lượng so cùng kỳ, nổi bật làm mặt hàng đường, xây sát gạo. Số lượng doanh nghiệp giải thể tạm ngừng hoạt động tăng cao so với cùng kỳ. Về trọng tâm phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm, khẩn trương hoàn thành nội dung phục vụ kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh, tiếp tục ra soát, hoàn chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản trung hạn giai đoạn 2016-2020, xử lý tốt nợ động trong xây dựng cơ bản, giao ngành nông nghiệp phối hợp các ngành liên quan và các tỉnh lân cận như Tiền Giang, Đồng Tháp thành lập tiểu dùng nông nghiệp Đồng Tháp 10, tập trung sản xuất, phấn đấu tăng trưởng khu vực 1, triển khai kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kiên quyết thu hồi hoặc loại khỏi quy hoạch đối với các khu công nghiệp không triển khai thực hiện. Trong tuần, các quyền quỹ, thị quỹ, thành quỹ tổ chức hội nghị cán bộ học tập quán triệt nghị quyết đại hội 12 của đảng cho cán bộ, lãnh đạo, bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trưởng phó các ban ngành, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội quyện, lãnh đạo các xã thị trấn. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị đại hội 12 của đảng, Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay. Giang kiện đại hội 12 của đảng là sản phẩm tập trung trí tuệ của toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân ta. Nội dung văn kiện đại hội được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, 5 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và 5 năm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 2010-2015, có sự kế thừa, bổ sung, phát triển nội dung văn kiện đại hội 11 và đường lối quan điểm của Đảng trong các nhiệm kỳ trước đây. Trong tuần, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh quá Chính đã tiếp xúc với cử tri các xã thị trấn trong tỉnh cử tri cửa cắm một số kiến nghị bức xúc về sinh môi trường, đường giao thông, tình trạng học sinh bỏ học, công tác đào tạo nghề. Tỉnh nhà cần có biện pháp giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng được hưởng. Các ngành chức năng cần tìm hiểu và nhân trọng các mô hình kinh tế có hiệu quả, phù hợp với từng dùng và từng địa phương để giúp người nông dân tăng thu nhập kinh tế. Tiếp một điểm tin trong tuần xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tiếp chương trình của đài chúng tôi. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2016, tổng thu ngân sách trên địa bàn quyền Tân Hưng được hơn 27,5 tỷ đồng, đạt 78,8% kế hoạch của tỉnh, đạt 76,6% kế hoạch của huyện. Trong 10 khoản thu có 6 khoản thu tăng so với cùng kỳ năm 2015, trong đó gồm thu từ doanh nghiệp nhà nước tăng 5,1%, thuế thu nhập cá nhân tăng 29,7%, lệ phí trước bạ tăng 25,4%, thu phí và lệ phí tăng 7,8%, thu tiền thuê mặt đất, mặt nước tăng 300%, thu khác ngân sách tăng 113,9%. Bốn khoản thu giảm so với cùng kỳ là thuế ngoài quốc doanh giảm 3,2%, thu tiền sử dụng đất giảm 13,9%, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp giảm 54,3%, thu tài xã giảm 2,3%. Các xã thị trấn thu đạt từ 50% trở lên, gồm Vĩnh Đại, Hương Thành, Hương Hà, Hương Điền B và thị trấn Tân Hưng đạt được kết quả trên là do sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của các cấp sự phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể và các xã thị trấn trong việc tổ chức điều hành công tác thu việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông đã tạo thuận lợi cho người nộp thuế thường xuyên kiểm tra đôn đốc thu hướng dẫn lập tờ khai từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập bộ cũng như là công tác thu được thuận lợi hơn Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình quyền Chính Hưng vừa triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày dân số thế giới 11 tháng 7 năm 2016 với chủ đề Đầu tư cho trẻ em gái dịp thanh niên với mục đích nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể và toàn xã hội về ý nghĩa tầm quan trọng của công tác dân số kế hoạch hóa gia đình đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước theo định hướng của chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020 tăng cường sự tham gia phối hợp đồng bộ, tích cực trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các tầng lớp nhân dân đối với công tác dân số kế hoạch hóa gia đình trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình quyện còn tổ chức giám sát, sơ kết đánh giá việc thực hiện các chủ trương chính sách của đảng, nhà nước, mục tiêu về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình trong 6 tháng đầu năm 2016 phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể, tổ chức các hoạt động hội thảo tập quấn tòa đàm, sinh hoạt chuyên đề, cổ động, dựng băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về việc những nguyên nhân hệ lụy của mất cân bằng giới tính khi sinh, kiểm soát mức sinh, duy trì mức sinh thay thế và duy trì mức sinh thấp hợp lý các hoạt động nâng cao chất lượng dân số nhân kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7. Tại các xã thị trấn, ban dân số căn cứ do tình hình thực tế của địa phương, tham mưu Ủy ban Nhân dân xã, lựa chọn các hoạt động đảm bảo tính hiệu quả thiết thực tiết kiệm. Quyền Bến Lức hiện có 15 xã thị trấn thực hiện Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế. Theo đó, để thực hiện chuẩn quốc gia về Đông Y, tại các trạm y tế đều xây dựng dưỡng thuốc nam mẫu và hướng dẫn người dân biết cách sử dụng cây thuốc sẵn có trong phòng trị một số bệnh thông thường. Trong 5 năm từ 2010 đến 2015, tỷ lệ trạm y tế xã thị trấn có trường thuốc nam đã tăng từ 79,9% lên 100%. Mạng lưới khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại trạm y tế cũng ngày càng phát triển, với 100% trạm y tế có khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền, tăng 5,8% và điều trị ngoại trú bằng y học cổ truyền tăng 7%. Việc khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền đã giúp tăng khả năng tiếp cận của người dân đối với dịch vụ chăm sóc sức khỏe và khẳng định ưu thế của y học cổ truyền trong phòng và chữa bệnh tại cộng đồng. Giới đặc thù là một quyền biên giới nên công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cũng như công tác phòng chống buôn lậu trên địa bàn luôn được quyền chính hưng quan tâm thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm 2016, các ngành liên quan thường xuyên làm tốt công tác tuần tra kiểm soát trên tuyến biên giới, đồng thời bảo vệ đường biên nên thời gian qua, tình hình biên giới đường biên cột mốc luôn được giữ vững và ổn định. Việc chấp hành quy chế qua lại biên giới giữa nhân dân hai nước luôn được đảm bảo đúng quy định. Mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa chính quyền và lực lượng vũ trang hai bên luôn được duy trì và phát triển. Trên lĩnh vực phòng chống buôn lậu, quyện đã tổ chức tuần tra mật phục phát hiện 29 trường hợp vi phạm, chủ yếu là vận chuyển trái phép thuốc lá hiệu Hero và Nessen. Qua đây, từ đó góp phần giữ vững tình hình trên tuyến biên giới, tạo điều kiện cho nhân dân hai bên trao đổi mua bán và sản xuất. Bưu điện tỉnh Long An phối hợp với Bưu điện quyền Mộc Quá tổ chức khai trương điểm Bưu điện văn hóa đa dịch vụ Tân Lập. Đến dự có ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Long An, bà Phan Thị Tuyết Sương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quyền Mộc Quá. Với mô hình kinh doanh đa dịch vụ, điểm bưu điện văn quá xã Tân Lập sẽ cung cấp đa dạng sản phẩm dịch vụ từ các sản phẩm dịch vụ ngành bưu điện đến bán hàng tiêu dùng, dịch vụ thu bảo hiểm, gửi tiết kiệm bưu điện, dây tín dụng hưu trí, dịch vụ chuyển tiền và một số dịch vụ về truyền hình số mặt đất. Được biết trên địa bàn tỉnh hiện nay đã khai trương được 25 điểm bưu điện văn quá xã đa dịch vụ. Riêng Quyền một quá có 2 điểm phục vụ tại xã Tân Lập và xã Bình Phong Thạnh. Bà Trần Thị Mỹ Đức, ngụ ấp 4 xã Tân Lập, huyện Một Quá cho biết ra cái dịch vụ những cái dịch vụ đa phương tiện này nè thì cô thấy cô rất là hài lòng là tại vì thành ra nếu mà gần đây thì cô sẽ đến đây tiện hơn là cô đi xuống dưới quyện nhiều khi mình bận công chuyện mà đi một khúc đường xa quá thì nó không tiện lợi nhưng mà hôm nay nó làm tại đây thì rất là tốt cô quan nghênh phát triển bưu điện văn quá xã trở thành điểm đa dịch vụ đáp ứng tốt nhất dịch vụ công ích đồng thời mở rộng kinh doanh các dịch vụ sản phẩm đáp ứng nhu cầu của nhân dân cũng như góp phần chung sức xây dựng nông thôn mới ở các địa phương Nhân dịp khai trương, bưu điện văn Quá xã đã dịch vụ Tân Lập tổ chức cho bà con địa phương tham quan mua sắm các dịch vụ. Sau đây là phần tin trong nước và thế giới. Các bộ ngành vẫn không từ bỏ kiểm tra chuyên ngành. Đó là bước xuất chung của đại diện các hiệp hội doanh nghiệp tại cuộc họp về những bất cập trong hoạt động kiểm tra chuyên ngành do Phòng Thương mại và Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh VCCI tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tính đến hết tháng 6 năm 2016, có 309.000 tờ khai kiểm tra chuyên ngành nhưng chỉ có 7 trường hợp vi phạm. Dựa trên kết quả thực tế này, các doanh nghiệp kiến nghị sửa đổi quy định kiểm tra chuyên ngành, cần thiết áp dụng biện pháp quản lý rủi ro để giải phóng nhanh hàng hóa thông quan, đồng thời giảm thiểu chi phí kiểm tra chuyên ngành cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, các bộ ngành vẫn bảo lưu quan điểm và kiểm tra 100% lô hàng để bảo vệ sức khỏe người dân bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, trưởng đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Dệt Mai Việt Nam cho biết, Thông tư 32 liên quan đến kiểm tra chuyên ngành chất vọt mandehit và chất amin tồn tại hơn 6 năm gây khó khăn rất nhiều cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu dệt may. Đến khi thông tư 37 ra đời thay cho thông tư 32 ban hành vào cuối năm 2016, Bộ Công Thương còn đưa thêm quy định về kiểm tra chuyên ngành đối với giải mẫu khiến doanh nghiệp thiệt hại kinh tế và tốn kém thời gian chờ đợi. Đại diện BCCI cho biết thêm, tính đến nay, 72% thời gian kiểm tra giám sát cửa khẩu hải quan phụ thuộc vào cải cách bộ ngành, 28% thời gian còn lại liên quan đến thủ tục của Tổng cục Hải quan. Do vậy, nếu các bộ ngành chuyên ngành không thực hiện cải cách tốt thủ tục kiểm tra chuyên ngành thì sẽ không đạt mục tiêu đến năm 2018 giảm thời gian thông quan còn 48 giờ hơn 300 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dệt may Việt Nam đã có buổi làm việc với doanh nghiệp Đức về việc hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất trong lĩnh vực dệt may. Ông Thomas Wellman, giám đốc điều hành của Hiệp hội Máy móc dệt may gọi tắt là VDMA nhấn mạnh. Ngay sau khi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP được thông qua, Việt Nam gần như là nhà cung cấp hàng dệt may duy nhất giữa các nước thành viên và là một nhà cung cấp hàng dệt may quan trọng cho Mỹ. Xuất phát từ thực tế này, các doanh nghiệp Đức đã giới thiệu đến doanh nghiệp Việt Nam hệ thống máy móc tiên tiến liên quan đến các lĩnh vực như kéo sợi, dệt kim và dệt sợi, giải không dệt, nhuộm và quan tất, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp dệt may Việt Nam tạo ra các sản phẩm mới, cải tiến chất lượng của các loại sợi và giải cũng như là tăng cường khả năng cạnh tranh. Tuy nhiên thì theo đại diện nhiều doanh nghiệp dệt may tham dự buổi kết nối công nghệ của Đức, sản phẩm của Đức có chất lượng tốt nhưng giá thành rất cao, vượt quá khả năng đầu tư của doanh nghiệp nội. Reuters đưa tin, theo một nghiên cứu của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, khoảng 137 triệu lao động chiếm 56% số người lao động ở Campuchia, Indonesia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam đang đứng trước nguy cơ mất việc làm do các kỹ thuật tự động quá vào hai thập kỷ tới. Trong đó, những việc làm trong ngành may mặc bị ảnh hưởng nhiều nhất. Người đứng đầu cơ quan phụ trách các hoạt động của chủ lao động thuộc ILO, ông Deborah Frank cho rằng, các nước cạnh tranh dựa trên lực lượng lao động giá rẻ cần tự thay đổi mình bởi lợi thế về giá cả sẽ không còn là tất cả nữa. Báo cáo lưu ý rằng người lao động sẽ phải được đào tạo để làm việc hiệu quả với các loại máy móc được số quá. Đông Nam Á có hơn 630 triệu dân và là trung tâm của một số ngành sản xuất, trong đó có dệt may ô tô. Trong số 9 triệu lao động trong ngành dệt may mặt và giày dép trong khu vực, 64% lao động Indonesia có nguy cơ cao mất việc làm do tự động quá. Bộ Kinh tế Pháp cho biết nợ công của nước này đã chạm ngưỡng 2.137 tỷ euro vào quý 1 chiều qua, tương đương 97,5% tổng sản phẩm quốc nội GDP. Đây là mức nợ công cao nhất từ trước cho đến nay, tăng 40,7 tỷ euro so với quý tư năm 2015. Tỷ trọng nợ so với GDP tăng cao đã làm dấy lên nghi ngờ về khả năng Pháp thực hiện cam kết với quỹ băng cho OEC. Theo đó, Pháp sẽ nỗ lực giới hạn nợ công ở mức là 96,2% vào cuối năm 2016 và 96,5% vào cuối năm 2017, trước khi nợ công bắt đầu giảm. Giải thích tình trạng nợ công tiếp tục tăng, Bộ trưởng Tài chính Pháp Michel Sapin cho biết, Xu hướng nợ công tăng vào quý 1 hàng năm vẫn thường diễn ra, bởi vì đây là thời điểm chính phủ đi dài. Chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Long An sáng nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm đón nghe. Kính chào tạm biệt.